Bây giờ chúng ta sẽ xem qua một chút về cơ sở dữ liệu. Lúc này tôi sẽ bổ sung vào trong bảng trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta hai bảng. Đó là bảng Rodot Query, bảng này chứa danh mục các sản phẩm và bảng Rodot là chứa các sản phẩm. Thì lúc này chúng ta sẽ bổ sung vào database hai bảng này. Thì hai bảng này gồm có các cái trường như sau. Thứ nhất, ID có nghĩa là cái khóa của bảng. Tiếp theo là tên của Carry, cái hình đại diện của Carry đó nếu chúng ta muốn upload. Tiếp theo nữa là Parent, có nghĩa là cái Carry này sẽ thuộc vào cái Carry nào, có nghĩa là con. Cái cột này của chúng ta sẽ chứa ID của cái Carry cha. Tiếp theo nữa là cái ngày tạo ra Carry, người tạo, ngày modify, người modify. Tiếp theo nữa là phần sắp xếp các query và kế tiếp nữa là phần trạng thái của cái query đó. Thì lúc này bảng product query sẽ được kết nối với bảng user của chúng ta. Thì lúc này chúng ta sẽ có hai phần kết nối, đó là clear by, có nghĩa là lúc này nó sẽ chứa ID của người tạo, và modify by thì sẽ chứa ID của người chỉnh sửa cái query này. Tiếp theo nữa là một bảng product, bảng carry, product carry và bảng product được kết nối với nhau bởi cái quan hệ gọi là một nhiều, có nghĩa là ở trong một carry thì sẽ có nhiều sản phẩm và một sản phẩm thì chỉ ở trong một carry duy nhất. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ thấy đây là kết nối, ký hiệu của kết nối một nhiều, và lúc này các bạn nhìn thấy get ID chính là ID của bảng product. Lúc này tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn về các trường ở trong cái bảng product này. Đầu tiên là ID, có nghĩa là khóa của bảng. Tiếp theo là tên của sản phẩm, hình ảnh của cái bức tranh, cái sản phẩm đó. Tiếp theo ring, có nghĩa là ring loss, có nghĩa ở cái này là giá tiền. Ring là giá tiền. Special là sản phẩm đặc biệt, có nghĩa là chúng ta sẽ có hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là không và trạng thái thứ hai là một, có nghĩa là những sản phẩm nào có trạng thái bằng một là những sản phẩm đặc biệt. Thì thông thường trong sản phẩm đặc khái niệm sản phẩm đặc biệt có nghĩa là cái sản phẩm đó chỉ có một số ít và sẽ được bán trong một thời gian rất là ngắn thì gọi là sản phẩm đặc biệt. Rồi sell off có nghĩa là giảm giá, có nghĩa là cái sản phẩm của chúng ta có giá ở đây và nếu chúng ta giảm giá thì nó còn giá bao nhiêu. Tiếp theo nữa là public day. Phần product này tôi mô tả cho phần, có nghĩa là chúng ta đang làm một cái trang web về buôn bán sách. Thì ở đây phần public day có nghĩa là ngày xuất bản của cuốn sách là ngày bao nhiêu. Tiếp theo của chúng ta là phần tóm tắt nội dung của cuốn sách. Author là tác giả của cuốn sách. Tiếp theo nữa là content là nội dung chính của cuốn sách này. Và hit có nghĩa là số lần mà member nhấn vào trong cuốn sách đó để xem nội dung chi tiết. Thì ở đây chúng ta lại có thêm care, có nghĩa là ngày tạo ra cái cuốn sách, có nghĩa là tạo ra cái record để lưu trong database. Care by có nghĩa là cái user nào đã tạo ra cuốn sách này. Vậy thì chúng ta thấy một cái quan hệ từ bảng user sang bảng product. Tiếp theo nữa là modify, thì lúc này thuộc dạng ngày, thì có nghĩa là ngày nào chỉnh sửa cái record đó. Tiếp theo nữa là modify by. Modify by có nghĩa là cái cuốn sách này được ai chỉnh sửa, thì lúc này nó sẽ liên quan tới bảng user của chúng ta. Và bảng user của chúng ta sẽ được truyền một cái ID qua đây. Order, sắp xếp. Chúng ta cũng có thể sắp xếp hoặc không sắp xếp, thì chúng ta để một câu order status cuốn sách này được hiển thị ra ngoài hay không. Thì trạng thái của chúng ta sẽ có hai trạng thái là 0 và 1. Nếu trạng thái status này bằng 1 thì có nghĩa là chúng ta sẽ hiển thị ra ngoài. Và get ID là cuốn sách này thuộc vào phần product carry nào. Vậy thì sau này khi các bạn sử dụng cái bảng này, chúng ta có thể chuyển nhanh chóng qua thành cái module new của chúng ta là tin tức. Thì chúng ta chỉ cần sửa lại một số trường ở trong bảng product, vì trong phần carry gần như nó sẽ giống nhau hết. Nên chúng ta cố gắng viết mã làm sao và phân, có nghĩa là chúng ta phân tích database cũng như cái cách đặt tên của database làm sao để sau này chúng ta có thể dùng lại được.
Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần database. Lúc này tôi đã tạo sẵn hai bảng. Red, Carry, và lúc này chúng ta có các cái danh mục các cuốn sách ở danh mục của các cái sách ở đây thì các bạn sẽ thấy của parent. Phần này chúng ta chỉ quan tâm đến phần parent của chúng ta. Thì các bạn nhìn thấy nếu parent như hồi trước trong phần đại quy tôi đã nói parent bằng 0 có nghĩa là phần root. Tiếp theo nữa là nếu ở đây các bạn nhìn thấy parent của chúng ta bằng 1. Khi parent bằng 1 có nghĩa là phần lập trình này thuộc vào carry nào. Và lúc này các bạn nhìn thấy là nó thuộc vào máy tính internet, có nghĩa là nó sẽ là con của phần máy tính. Phần mềm cũng thuộc vào phần máy tính và internet. Phần chúng ta cần quan tâm nhất ở trong này chỉ là parent và ID. Tiếp theo chúng ta sẽ xem bảng sản phẩm. Thì trong đây tôi đã nhập ra vào một số cái cuốn sách để sau này khi chúng ta dùng thì chúng ta có thể demo được. Và ở phía cuối cùng trong bảng này chúng ta cần quan tâm là cuốn sách nó thuộc vào carry nào. Và ở trong này đã có sẵn những cái ID của các cái carry của chúng ta. Và chúng ta sẽ dùng dữ liệu này để hiển thị ở phía ngoài. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm công việc là viết mã cho nó. Lúc này chúng ta sẽ mở phần shopping của chúng ta ra và chúng ta vào phần carry controller. Ở trong này thì chúng ta xem lại, chúng ta đã tạo sẵn một số phương thức và cũng như những cái câu có nghĩa là chúng ta đã chuẩn bị được các phần như param, current controller, action main, phần phân trang của chúng ta. Và lúc này chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ tắt cái phần season này hoặc là chúng ta sẽ sửa lại phần season này một chút. Ở đây chúng ta đã có các action có hiển thị các action. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cho index action, có nghĩa là hiển thị các cái mục, các cái danh mục của cuốn sách. Lúc này chúng ta sẽ xem qua bên cái module default của chúng ta thì nó cũng sẽ gần giống như phần user group của chúng ta mà thôi. Có nghĩa là phần carry nó sẽ giống như phần user group. Nếu các bạn nhìn lại bảng phân tích này thì user group và user group nó gần như product carry và user nó gần như là product. Vậy thì chúng ta sẽ thấy sự giống nhau của nó rất là nhiều ở trong này. Nhưng chỉ có một điều là cái bảng product carry này nó có đa cấp, có nghĩa là có nhiều mức level khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ copy toàn bộ cái nội dung của user group này và chúng ta tạo ra một cái phần ở trong phần shopping của chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ tạo là carry chấm php và chúng ta pass toàn bộ nội dung vào trong đó. Bây giờ chúng ta sẽ đóng lại một số cái phương thức mà chúng ta chưa cần quan tâm đến. Thì sau này khi các bạn làm thì thực sự chúng ta chỉ là copy và chỉnh sửa lại sao cho nó phù hợp mà thôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ sửa tên lại. Thì lúc này các bạn chú ý model của chúng ta nằm ở trong shopping. Vì vậy chúng ta sẽ sửa lại phần này thành shopping. Tiếp theo nữa là tên của file của chúng ta là carry. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Lúc này chúng ta sẽ vào index action và chúng ta gọi cái phần carry của chúng ta vào. Chúng ta sẽ gọi cái model này vào để xem có lỗi gì hay không. Chúng ta sẽ đóng tạm các action khác. Lúc này chúng ta đặt carry get bằng new, chúng ta sẽ gọi đến shopping.
đi chúng ta kiểm tra xem tại sao chúng ta không thể nào gọi được vào phần carry này. Có thể là có một số lỗi gì đó. Shopping model carry. Ở đây tôi ghi sai. Chúng ta gọi lại shopping new shopping có thể là phần này là do cái phần IO của chúng ta có vấn có nghĩa là phần Zen Studio của chúng ta có vấn đề nên nó load không được. Vậy đầu tiên chúng ta tạm thời chúng ta copy sang và chúng ta chạy thử, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào controller shopping và vào phần index action. Carry index action. Lúc này chúng ta gặp một lỗi, vậy chúng ta sẽ kiểm tra lại lỗi của chúng ta do đâu mà xuất hiện. Chúng ta thử đóng phần này lại và chúng ta refresh lại. Tôi cảm giác chúng ta viết sai ở đây là admin carry chứ không phải là carry. Vậy chúng ta viết là admin. Vậy thì chúng ta phải log in vào vì phần carry này trong phần admin. Password các bạn nếu sử dụng database hiện thời thì chúng ta sử dụng là 12456. Vậy chúng ta đã log in được vào và bây giờ chúng ta sẽ vào trong phần controller của chúng ta. Ok, các bạn đã vào được index action. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần gọi model vào để xem có vấn đề gì xảy ra hay không. Chúng ta refresh lại. Vậy thì lúc này chúng ta vẫn chạy bình thường. Vậy là chúng ta đã gọi được model. Bây giờ chúng ta kiểm tra nếu mà trong cái trường hợp phần có nghĩa là Gentoo không đọc được các cái thứ lên cho bạn thì bạn hãy tắt cái Zen Studio đi và sau đó chúng ta bật lại thì chúng ta có thể load được các thư viện. Bây giờ tôi sẽ tắt đi và sau đó tôi bật lại rồi chúng ta tiếp tục cái công việc của chúng ta sẽ làm. Và bây giờ chúng ta sẽ test thử Zen Rigichi. Và chúng ta đã gọi được hoặc chúng ta gọi vào phần shopping của chúng ta. Các bạn đã thấy chúng ta hiển thị được các phần này. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện điều gì? Đầu tiên chúng ta sẽ cần một cái giao diện cho phần index này. Vậy thì với phần giao diện này thực sự chúng ta cũng không cần phải làm. Chúng ta hãy vào trong phần view của phần admin user. Chúng ta sẽ copy một số phần qua thì các bạn sẽ thấy nó sẽ gần giống nhau. Vậy chúng ta sẽ copy toàn bộ cái phần này vào trong phần view của shopping chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ paste nó vào đây. Chúng ta sẽ chọn yes thôi. Vậy là chúng ta đã có 5 file. Tiếp theo nữa là chúng ta copy cái phần sub link và toolbar qua. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bật tập tin index.html lên. Lúc này có một số phần có thể giống hoặc không giống thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút. Đối với cái phần mà chúng ta sẽ có nhiều cái level khác nhau thì cái việc sắp xếp của chúng ta nó sẽ không còn giống với cái phần này nữa mà nó sẽ không có cái phần ví dụ như status thì chúng ta click lên link thì nó sắp xếp thì lúc này
ta sẽ không còn mục đó nữa. Và cũng như cái link thì lúc này chúng ta sẽ ở trên đầu của chúng ta sẽ không còn link của chúng ta. Vậy thì lúc này chúng ta phải sửa lại một chút. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi chúng ta sẽ có những cái cột nào cần hiển thị ra. Vậy thì chúng ta nhấn vào product carry và chúng ta nhấn vào phần cấu trúc. Bây giờ chúng ta sẽ mở Notepad lên để chúng ta đưa những cái cột mà chúng ta cần hiển thị vào để cho dễ. Đầu tiên là tên của cái menu chúng ta. Lúc này chúng ta sẽ xây dựng cái phần liệt kê như thế này. Tiếp theo nữa là phần parent, chúng ta cũng in cái ID của parent ra. Tiếp theo nữa là cái người, có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ đưa vào thêm cái trạng thái status của chúng ta thì chắc chắn phải có status. Vậy chúng ta sẽ đưa vào phần status. Rồi, order, sắp xếp, chúng ta cũng phải có phần sắp xếp để biết được cái thứ tự của cái menu của chúng ta như thế nào. Menu calorie này của chúng ta như thế nào. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xem phần này chúng ta sẽ tạo bởi member nào. Vậy thì chúng ta là key by. Vậy chúng ta sẽ tiếp theo là key by. Hoặc chúng ta sẽ đưa thêm vào cái ngày tạo cũng được. Vậy là chúng ta đã có cả từng này cột và thêm một cột nữa, đó là cột ID. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời copy phần này vào mã nguồn của chúng ta. Và trong phần này thì chúng ta sẽ loại bỏ một số, thứ nhất là cái link sọt này chúng ta không dùng đến nên chúng ta sẽ bỏ nó đi. Chúng ta sẽ bỏ phần link sọt. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ loại bỏ một cái số phần dư thừa. Ví dụ như sọt thì chúng ta sẽ giữ lại, cái vùng sọt thì chúng ta sẽ giữ lại. Tiếp theo là key group này thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ bỏ nó đi. Chúng ta chỉ giữ lại những phần nào cần thiết. Thứ nhất là season của chúng ta, thứ hai là link action. Có nghĩa là chúng ta sẽ ở đây là cái phần filter thì chúng ta cũng phải cần giữ lại. Và phần sort. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ sửa lại cái đường dẫn đến cái phần toolbar. Lúc này chúng ta sẽ vào toolbar chúng ta là admin calorie. Vậy ở đây chúng ta sẽ sửa lại là giá trị là admin calorie. Lúc này sublink của chúng ta cũng nằm trong admin carry, vậy chúng ta sửa lại ở đây là category. Vậy là chúng ta đã sửa xong hai phần. Kế tiếp là chúng ta phải sửa cái phần tiêu đề. Lúc này chúng ta sẽ loại bỏ phần select group của chúng ta. Tiếp theo là tiêu đề, lúc này chúng ta sẽ có một cái cột tiêu đề hiển thị thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ sửa lại nó. Bước đầu tiên chúng ta sẽ đóng lại ở phía dưới này để tránh trường hợp xảy ra lỗi vì param của chúng ta chưa có phần phân trang. Trong phần cây thư mục này việc phân trang sẽ rất là phức tạp và chúng ta đã sử dụng cái phần, có nghĩa là phần hàm để quy nên việc phân trang này là không không làm được. Vậy chúng ta sẽ đóng lại. Vì các bạn chú ý chúng ta đang sử dụng có nhiều level nên việc phân trang sẽ rất là khó nên chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua phần này. Tiếp theo chúng ta sẽ đưa vào đây một cái câu if để hoàn thiện nó hơn. Có nghĩa là ở đây chúng ta là if nếu cái đích chọn đến item này, có nghĩa là count phần tử của nó. Nếu nó lớn hơn không thì chúng ta mới sử dụng văn lập for. Thì trường hợp này khi chúng ta viết như thế này sẽ không xảy ra lỗi. Và ở đây chúng ta cũng đóng lại. Vậy là chúng ta đã thực hiện được một số sửa đổi. Bây giờ chúng ta sẽ refresh lại để chúng ta xem. Chúng ta sẽ vào phần này và chúng ta refresh lại.
chúng ta chưa hiển thị được vì có thể là trong phần này chúng ta đang set no render vì chúng ta sẽ đóng tạm thời. Refresh lại. Vậy các bạn đã thấy chúng ta đã hiển thị ra được những cái phần điều khiển của chúng ta. Phần chúng ta cần bổ sung nữa là tiêu đề, có nghĩa là cái header để chúng ta biết rằng chúng ta đang vào tới đâu. Vậy thì phần header này thực sự rất đơn giản. Các bạn sẽ vào trong phần controller của user, admin user. Chúng ta copy hai dòng mà gần như ở các action trong phần admin của chúng ta thường có. Chúng ta copy hai dòng này, sau đó chúng ta sẽ bỏ vào trong phần index action của chúng ta. Chúng ta sửa lại một chút. Title của chúng ta lúc này sẽ là product và quản lý query là query manager. Vậy chúng ta ghi ở đây là product. Và ở đây là lead. Sau đó chúng ta refresh lại.